Lạy mẹ Maria, khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2024 và cũng là chương trình lần thứ 1195 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: câu chuyện về Đức Mẹ Lesotho, câu chuyện trông cậy Đức Mẹ, bài viết Bệnh Mù Lòa và cảm nghiệm Cha tôi chết không cần quan tài. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ Maria ở Lesotho. Cha Oblat phi ngựa, chuỗi chẳng hạt cầm trên tay, vượt qua những ngọn núi cao của mình Lesotho. Ngài đang đi thăm viếng các Kitô hữu ở rải rác trong những làng mạc đây đó. Đột nhiên, một cú sấm vang rền ném văng ngài xuống đất. Ngài nặng nề đau đớn trỗi dậy, rồi giúp cho người giáo phu của ngài. Người đang xin ngài đừng tiếp tục đi nữa. Cha nói: "Ôi dào, ma quỷ đang tức giận điên cuồng bởi vì có một linh hồn sẽ được cứu ấy mà." Và thế là họ lại tiếp tục vừa đi vừa đọc kinh. Sau một khoảng thời gian khá dài phi ngựa trong rừng núi, thì có nhiều tiếng kêu réo gọi phát ra từ một ngôi làng ở xa xa. Cha bèn dừng ngựa lại và nói: "Người ta đang gọi chúng ta đó, hãy đến đó đi." Người giáo phu trả lời: "Xin đừng, đó là làng của những người chống đối. Họ đang giăng bẫy để hại mình đó cha ạ. Có thể là một linh hồn nào đó đang cần cứu vớt, cha phải đi đến đó thôi." Thế là cha hướng thẳng về phía ngôi làng đó, phóng ngựa tới, theo sau là người giáo phu chạy theo bán sống bán chết. Khi họ đến, những người phụ nữ vây quanh cha và kéo cha đi tới một căn lều. Nơi đó có một cô bé khoảng 16 hay 18 tuổi gì đó đang nằm chờ chết. Những người phụ nữ nói: "Em hãy khẩn khoản nài xin ngài đi. Em này mong muốn lãnh nhận phép rửa của đạo Công giáo để đi đến với một bà đẹp." Cha bèn quỳ gối xuống bên cạnh cô bé đang hấp hối. Cô bé thu hết tàn lực và hỏi: "Ông có phải là cha đạo Công giáo không?" "Đúng, tôi là cha đạo Công giáo. Xin cha rửa tội cho con mau, mau lên, gấp lên cha ơi." Trong lúc người giáo phu đang sửa soạn những thứ cần thiết để làm phép rửa thì cha đặt vài câu hỏi cho bệnh nhân. Em gái trả lời không ngần ngừ tí nào cả. Vị thừa sai truyền giáo hoàn toàn ngạc nhiên khi biết rằng em đã đi đến với các trẻ em trong những làng Công giáo. Các trẻ em đó đã kể cho em nghe biết về những gì mà các em đã học biết được. Không chậm trễ thêm tí nào, cha bèn ban bí tích cho em. Khi nghe câu này, "Maria, cha rửa con", thì một niềm vui lóe sáng tỏa rạng ngời trên gương mặt của em, và một thoáng sức sống thoảng qua. Cha bèn chớp ngay cơ hội này để hỏi em vì sao em có lòng ao ước muốn được rửa tội. Em thưa: "Thưa cha, con thấy có một bà đẹp mặc áo dài trắng tinh, bà có một chiếc thắt lưng màu xanh da trời. Bà mỉm cười và giang tay ra để đón con.
con muốn chạy nhào đến với bà ngay, nhưng bà bảo con rằng, chưa phải bây giờ đâu con hãy xin chịu phép rửa tội của đạo Công giáo đi đã, rồi ta sẽ đến đón con. Quá xúc động, cha bèn trao cho em một bức ảnh đeo Đức Bà ban ơn. Em hấp hối thốt lên, ôi, đúng là bà ấy rồi, đúng đây là bà mà con đã nhìn thấy rồi. Thế là em trìu mến ôm chặt bức ảnh, rồi lả người đi, và em thiếp vào giấc ngủ ngàn thu. Cha bèn ban phép lành cho em ấy, rồi lại tiếp tục con đường truyền giáo. Khi cha chưa đi xa lắm thì những người chống đối gọi vang, kêu to và nói với cha, cha ơi, em ấy không còn nữa. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài đọc Xin cho con được lòng trông cậy mẹ như con Thảo. Con viết thư này để thông báo một sự kiện bất ngờ mà con xác tín đây là cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ Đức Trinh Nữ rất thánh Pompeii. Biến cố xảy ra vào cuối năm 2005 và những tháng đầu năm 2006. Sở dĩ con đợi đến hôm nay mới nhắc đến là vì con muốn xem chứng bệnh có tái phát không. Sự hiện diện lạ lùng của Đức Bà Mân Côi Pompeii đã xuất hiện ngay từ những tháng ngày đầu của cuộc đời con. Thân mẫu con rất có lòng kính mến Đức Mẹ Maria. Khi mới được 3 tháng, con đã lâm trọng bệnh. Bệnh tình nặng đến độ vì linh mục đến thăm con đã ban bí tích sức dầu cho con. Thân mẫu con liền khấn hứa cùng Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cứu sống con, và phép lạ đã xảy ra. Con tin như thế bởi vì con không có hy vọng sống sót, và người ta đã báo tin cho thân phụ con biết lúc ấy đang ở xa vì là thời đệ nhị thế chiến. Thật thế, con chào đời vào tháng giêng năm 1940 tại Napoli, Nam Ý. Thành phố lúc bấy giờ lâm cảnh khốn đốn, con không được chữa trị nơi nhà thương mà là ở gia đình. Vì bác sĩ được mời đến thấy rõ con không sống được bao lâu, nên thử làm một cố gắng cuối cùng. Còn nước còn tát, con bị chứng sưng cuống phổi, mao quản ở giai đoạn chót, và vị bác sĩ quyết định làm một cuộc truyền máu. Ông lấy máu của mẹ con truyền cho con mà không hề kiểm xem máu của mẹ con có hợp với máu của con không. Nhiều năm sau này, mẹ con kể lại với con rằng, đêm hôm đó, mọi người không chợp mắt, và sáng sớm hôm sau, không ai có can đảm đến bên chiếc nôi con đang nằm, để xem con như thế nào, vì mọi người đinh ninh con đã tắt thở trong đêm. Thế nhưng lạ lùng thay, khi đến bên chiếc nôi thì thấy con đã thức dậy và đang mở mắt nằm im. Tại sao con nói đây là một phép lạ? Bởi vì 40 năm sau, khi mẹ con bị ung thư, chúng con mới khám phá ra máu của mẹ con thuộc nhóm B dương tính, còn con thuộc nhóm máu O âm tính. Con có thể cho mọi người máu của con, nhưng con chỉ có thể nhận cùng loại máu. Khi hỏi các bác sĩ, thì họ trả lời việc truyền máu của mẹ con cho con mà không gây tử thương quả là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Câu nói này không gây ngạc nhiên bao nhiêu cho con, bởi lẽ từ rất lâu nay, con đã tiến gần đến đức tin Công giáo một cách vô điều kiện. Con không hề đặt câu hỏi tại sao và hết lòng yêu mến Đức Mẹ Maria. Con đọc kinh kính Đức Mẹ và thường xuyên làm các việc đạo đức như thi hành 20 ngày thứ bảy. Con phó thác cuộc đời con trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ và cảm nhận sự hiện diện của Đức Mẹ. Chính trong tâm tình này mà khi lâm bệnh hiểm nghèo và cần phải giải phẫu, con đã van xin sự trợ giúp của Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã ra tay can thiệp, và thế là cuộc khỏi bệnh lạ lùng thứ hai đã xảy ra. Vì không thể nào giải thích được về phương diện khoa học,
con bị một cục bướu mọc ngay ở giữa lưỡi, và mỗi ngày một trương phình lên to tướng. Con cảm thấy mình trải qua một thời kỳ nghiêm trọng và mạng sống lâm nguy. Cho đến lúc ấy, con vẫn gan dạ và thường can đảm đương đầu với mọi khó khăn. Con là người không dễ bị lung lay, nao núng trước các biến cố, dầu tiêu cực đến đâu đi nữa. Vậy mà không hiểu tại sao, lần này con cảm thấy cái chết gần kề, và con tha thiết cầu nguyện. Thế rồi, một buổi sáng khi thức dậy, con không còn cảm thấy cục bướu nơi lưỡi nữa. Con ngạc nhiên, nhìn vào gương thì đúng như vậy. Cục bướu đã biến mất. Con chạy nhanh đến nhà vị bác sĩ, người mà đáng lý ra phải mổ cục bướu cho con. Ông khám thật kỹ lưỡng và thật tỉ mỉ và công nhận cục bướu không còn nữa. Lại một lần nữa, chính Đức Bà Mân Côi Pompei đã cứu sống con. Con vô cùng tri ân Đức Mẹ và cảm thấy có bổn phận công bố hồng ân Đức Mẹ ban cho con. Bệnh mù lòa. Có những thứ mù lòa còn đáng sợ hơn cái đuôi mù thể lý ngàn lần. Mù vì ích kỷ nhỏ nhen, nên không thấy được người khác cũng cần được yêu thương như tôi. Mù vì vô cảm, chẳng thèm nhìn đến những vết thương tôi đã cứa vào tim người khác đau nhói. Mù vì tự phụ, khi nhìn anh chị em chỉ bằng một con mắt khinh miệt. Mù vì kiêu căng, không dám nhận mình có những khuyết điểm to đùng. Mù vì mang thành kiến, đến độ từ chối không chịu nhận một sự thật rõ ràng. Mù vì nếp sống cuồng vội, nên không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh nở rộ. Mù vì yêu mến vật chất thái quá, nên không thấy con người cũng rất cần những giá trị thiêng liêng thiết thân. Lạy Chúa, con là kẻ mù lòa khốn khổ, xin cho con nhìn thấy. Amen. Theo lời của linh mục Carolo. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Cha tôi chết không cần quan tài, của tác giả Đào Nam Hòa. Con ghi lại bài này thay cho nén hương lòng, để thành tâm tưởng nhớ đến bố mẹ nhân ngày giỗ bố lần thứ 8 và ngày giỗ mẹ lần thứ 7. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ lúc nào, nhưng có lẽ ấn tượng nhất và rõ nét nhất mà hầu hết người dân miền Nam Việt Nam nhớ mãi, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi miền Nam sụp đổ, cũng là lúc bất ngờ tất cả nỗi thống khổ đầy đọa ập xuống, nhanh như một cơn cuồng phong thịnh nộ, phá nát tan hoang, mất tất cả. Ngày 10 tháng 6 năm 1975, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Trước khi đi cái gọi là học tập cải tạo 10 ngày, dù với suy nghĩ chỉ là 10 ngày như lời thông báo, thì cha tôi cũng không có lấy mấy ngàn dằn túi nữa. Ông bảo tôi, lúc đó tôi 19 tuổi, đem hai chỉ vàng cuối cùng còn lại của gia đình, đó là đôi bông tai của bà nội tôi để lại, để ra tiệm vàng mà bán. Đó là kỷ vật quý nhất, nhưng đành phải bán để mua một ít lương thực cho ba tôi mang đi học cải tạo. Hai chỉ vàng lúc ấy bán được có 33 ngàn. Ông mua khoảng 2 ngàn đồng lương thực các thứ và dằn túi 1 ngàn, còn lại 30 ngàn thì ông dặn ở nhà cố gắng 13 mẹ con dè sẻn ăn uống để đợi ngày ông về. 10 ngày trôi qua nhanh chóng, không ai trong số người cải tạo trở về. Tôi nghĩ đây là một cú lừa mà đã và sẽ được lịch sử ghi lại kỹ hơn. Giá sinh hoạt tăng từng giờ. Buổi sáng 100 đồng một ổ bánh mì, thì buổi chiều đã lên 120 đồng. Sau 3 tuần thì 12 anh em tụi tôi và mẹ tôi, không còn một đồng nào hết trong nhà. Chị lớn nhất của tôi 21 tuổi còn đang đi học, và em út mới có 2 tuổi. 12 con tàu há mồm, lại tuổi đang lớn,
nuốt bao nhiêu cho đủ. Cơm và thức ăn mỗi bữa mẹ tôi phải chia cho từng đứa một. Vài hột cơm sót nơi đáy nồi cũng không yên. Chúng tôi đổ nước vào và cạo sạch, không còn lấy một hột, còn hơn là gạo châu củi quế. Mẹ tôi và vài đứa em phải đi xâm canh làm ruộng rau muống, một hình thức của kinh tế mới để giãn dân. Không lên voi nhưng phải xuống chó. Mẹ tôi và em tôi ngày ngày vào ruộng hái rau muống xong thì gánh bộ về tới chợ cách đó 6 cây số để bán. Buổi sáng khoảng 3 giờ, khi trời còn mờ mịt hơi sương và giá lạnh, thì mẹ tôi và em tôi thay nhau gánh bộ cho kịp phiên chợ sáng. 70 bó rau òn trên vai người phụ nữ nhỏ bé, cao 1m45 và nặng chưa tới 40 kg. 6 ký rau mới đổi được 1 ký gạo, một tuần mới cắt được một lần để chờ cho rau mọc đã. Những ngày còn lại là cấy rau, nhổ cỏ và trồng khoai mì. Sức ăn trước ngày 30 tháng 4 của gia đình tôi, một bữa là 3 lít gạo, tức là một tuần 42 lít. Khoan nói đến chuyện thức ăn cá mắm gì hết, nay một tuần chỉ còn có 13 lít. Bắt đầu từ tháng 7 năm 1975, lần lượt đồ đạc trong nhà của chúng tôi mọc cánh nhẹ nhàng, nhanh chóng, lả lướt, bay đi theo chân những kẻ buôn hàng. Từ cái quạt trần, tôn cống, hàng rào, tủ quần áo, đài radio, giường sắt, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, vân vân, đều giã từ để về với chủ mới. Hết sạch đồ thì mấy kẻ đi buôn bảo hãy dỡ gạch bông lên, dỡ bớt tôn ngoài mái hiên, tôn trần nhà để bán tiếp. Bán cho đến khi căn nhà nhỏ bỗng trở nên rộng tênh, vì chẳng còn thứ gì ngoại trừ vài cái nồi nấu bằng củi đen thui cũng đã sứt quai gãy gọng. Buổi tối trải chiếu ngủ dưới đất là xong, với cái bụng lép kẹp và cơn đói hành hạ. Không biết bao lần tôi phải ăn tưởng tượng trong đêm khuya bằng cách hình dung mấy món ăn tầm thường ngày trước, như vài con cá khô, miếng dừa kho, tô canh bầu. Mơ mà cũng hà tiện không dám mơ thịt cá hải sản. Bố tôi sau 6 tháng trong trại cải tạo, lần đầu thì mới được viết thơ về. Ông dặn khi lên thăm nuôi không cần mang theo gì cả, vì trong trại đã có đủ mọi thứ. Ba tôi hiểu hơn ai hết, còn cái gì để mà mang cho ông chứ? Tôi nhớ mãi ngày lên thăm nuôi ông ở trại Thanh Hóa, Hố Nai. Cả nhà chỉ có một cái xe đạp, còn lại mẹ và các em tôi cuốc bộ 8 cây số, mang theo một cái giỏ đi chợ lưng lửng với một ít thịt kho mắm ruốc, 1 ký đường, 2 hộp sữa và 1 bộ quần áo. Nhìn những người đi thăm nuôi có người gánh 2 bao đầy mà lòng tôi trào dâng niềm tủi hổ. Sau đợt đổi tiền ngày 22 tháng 9 năm 1975, chúng tôi như đàn chim vỡ tổ, tất cả bỏ học ngang. Vài đứa em nhỏ tiếp tục theo mẹ làm ruộng rau muống, còn lại mỗi đứa một phương trời kiếm sống. Đứa thì lên Gia Rai vào rừng lấy củi làm lò than, đứa thì theo xe lửa bán trà đá hàng rong, đứa thì bán thuốc lá, vân vân. Hơn 3 năm sau, bố tôi được cho về để nhìn xác nhà tan hoang, điêu tàn, loang lổ, nhìn bầy con xanh khướt, gầy rạc, tàn mát. Một người chị của tôi bị bệnh tâm thần, không ai chăm sóc, phải lang thang đi ăn xin đầu đường xó chợ. Có lần xin không được, quá đói, chị ấy bèn giật mấy miếng đậu hũ bỏ chạy. Chị bị người ta phang đòn gánh, chảy máu lỗ đầu. Giữa ngày bố tôi được tha về. Bố tôi không khóc cũng không nói gì, qua hàng xóm xin ít bông băng. Lòng ông như sát muối, có lẽ ông bấy giờ mới thấm sâu mệnh đề, mất nước là mất tất cả, khóc lóc, than van thì có ích lợi gì. Giọt nước mắt chỉ làm cho kẻ chiến thắng hả hê say sưa thêm mà thôi. Rồi theo chủ trương, ông không được ở lại thành phố,
họ hàng nhà tôi đa số cũng là thành phần ngụy quân ngụy quyền, nên không ai có thể giúp gì được cho nhau. Cuối năm 1978, ông đã lên rừng Gia Rai ngay chân núi, cất một túp lều nhỏ bé siêu vẹo. Ngày ngày ông và hai em của tôi sống nhờ rừng. Ai ở rừng mới biết, ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Và từ đó chuỗi ngày lầm than buồn thảm lại tiếp tục sau hơn 3 năm trong trại cải tạo. Đói nhiều hơn no, buồn nhiều hơn vui, cực khổ nặng nhọc quần quật suốt cả ngày, chỉ đủ kiếm vài lon gạo và vài con cá khô. 10 năm sau, tôi đã làm ăn khá hơn, mua được một chiếc máy mini scooter. Lần đầu tiên lên thăm ba tôi, quà cho ông chỉ là một lít rượu để nấu bằng rỉ mật. Ông mừng lắm vì tôi đã tương đối ổn định công việc. Trong bữa cơm hôm đó, ông nói rằng, bố năm nay 63 tuổi rồi. Cuộc đời không dành cho bố con mình được sống sum họp và đầy đủ. Dù sao các con cũng cố gắng vươn lên để thoát khỏi bệnh tật, đói khát và tù đầy. Rồi ông chỉ tay dưới chân ngọn núi chứa chan. Nhớ lời bố dặn nhé, nếu bố có chết, các con không cần quan tài làm chi cho tốn kém, cứ bó chiếu vùi thay bố dưới chân núi là bố mát mẻ rồi. Thú thật, lúc ấy nếu tất cả 12 anh em tôi gom lại, chắc cũng không đủ tiền để mua cái quan tài loại chót. Ông biết và không muốn các con gánh nặng thêm. Năm 1999, sau bao nhiêu là khó khăn, vì không có tiền làm hồ sơ xuất cảnh theo diện HO, cuối cùng thì 4 bố con tôi cũng tới được Mỹ. Ngày lên đường, mẹ tôi và 9 em phải ở lại, vì hộ khẩu lung tung không được phái đoàn Mỹ chấp thuận. 4 bố con mà hành trang vọn vẹn có 5 cái vali nhỏ và nhẹ tênh, chưa tới 1/3 tiêu chuẩn trọng lượng. Đến Mỹ thì 3 anh em tôi phải đi làm ngay sau tháng đầu tiên để kiếm tiền trả nợ lúc làm hồ sơ. Bố tôi thì được ăn welfare vì ông đã 74 tuổi. Ban đầu hội thiện nguyện giúp thuê nhà, 4 bố con phải ở chung trong một căn apartment 2 phòng ngủ cùng với 2 người nữa là 6 người. Quá chật, chúng tôi đành ra ở riêng, trong khi bố tôi được chính phủ Mỹ cho ở nhà housing, và từ đó ông sống cô độc một thân một mình. Nhưng cũng là lúc ông làm được một việc lớn nhất, to nhất, ý nghĩa nhất kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hàng tháng ông trả tiền điện và tiền nhà chưa tới tổng cộng 80 đô. Thức ăn thì ông đi xin các hội từ thiện miễn phí. Có lần tôi giận bố kinh khủng, gia đình tôi cố tình chở ông vào một quán ăn và kêu cho ông mấy món ngon, thì ông từ chối, chỉ xin cho 1 dĩa bánh cuốn là đủ. Ông nói, ở Việt Nam nhà mình còn quá khổ, bố không đành ăn ngon bên này, nhưng các con đi làm vất vả, cần phải bồi bổ, các con cứ ăn đi. Mỗi tháng số tiền dư còn lại gần 400 đô thì bố để dành, và cứ 6 tháng bố lại gửi về Việt Nam cho mẹ và 9 đứa con còn ở lại. Chị cả tôi viết thơ qua có một câu: bố ơi, đã nhiều lần con phải đi bán máu với số tiền 200 ngàn một lần để có thể có tiền nuôi con của con. Để có 200 ngàn đồng tiền Việt, tụi cò máu nó đã ăn trận mấy chặng rồi. Cầm 300 đô bố cho con mà con cứ ngỡ là ở trong mơ. Đời con chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như thế. Phải bán 10 lần máu trời mới có được 150 ngàn tiền Việt Nam. Bố đọc thư mà không khóc, mặc dù bố biết chị chỉ cân nặng có 34 kg. Gan góc đến thế là cùng. Rồi việc phải tới. Một ngày mùa đông năm 2006, tức là gần 8 năm ở Mỹ, tự dưng bố kêu và đưa cho tôi 8.000 đô và một tờ di chúc. Nét chữ vẫn còn rất đẹp dù đã có dấu hiệu nguệch ngoạc biểu hiệu của tuổi già. Trong đó,
bố nói di chúc rằng, khi bố chết đi, bố đã hỏi cô Hoa, người của hội thiện nguyện, và được biết rằng tiền hỏa thiêu không quan tài chỉ mất có 800 đô mà thôi. Bố nói bố không cần quan tài, không cần để nhà quan làm gì cho tốn dăm ngàn, cứ để người ta đưa thẳng bố đi thiêu. Trừ tiền thiêu ra còn bao nhiêu thì các con cứ làm theo di chúc, gửi về cho người nhà mình bên Việt Nam. Sau đó mấy ngày thì bố bị đột quỵ, người ta đưa bố vào viện dưỡng lão, rồi bố hấp hối. Ba anh em tôi họp nhau và quyết định làm theo di chúc của bố, và chúng tôi phải ký một hợp đồng với nhà thiêu. Khi bố tắt thở, sau một tiếng đồng hồ thì người ta đuổi hết anh em tôi đi ra. Trong phòng người ta bỏ bố vào một cái bao và kéo cái phẹt mơ tuya là xong. Quá đơn giản cho một kiếp người. Khả năng của ba anh em tôi lúc đó mới đi làm, ăn lương chỉ có 1 giờ 8 đô, lương tối thiểu, chỉ vừa đủ tiền nhà tiền ăn. Vẫn biết có làm đám tang bỏ bố vào quan tài bằng vàng, với hàng ngàn người tham dự thì cũng vậy thôi. Vì bố đâu biết gì nữa, mà sao lòng tôi cảm thấy xót xa vô bờ. Cuối đời của một viên sĩ quan, đã từng chỉ huy hàng mấy trăm lính, từng chỉ huy mấy cung đường sắt, âm thầm vắng lạnh và quạnh hiu, không ai biết, không ai đưa tiễn, y như một chiến sĩ vô danh. Người ta bỏ bố lên chiếc xe kéo, đẩy ngang chỗ chúng tôi đang đứng. Tất cả các con, dâu và cháu chỉ có 5 người. Họ dừng lại và hỏi chúng tôi có muốn nói gì không. Tôi có cảm tưởng như một luồng điện chạy xé dọc sống lưng tôi. Tôi chỉ lắp bắp nói như một kẻ không hồn. Vĩnh biệt bố, từ nay bố không còn phải hy sinh nữa bố nhé. Công ơn của bố cao hơn núi Thái Sơn đấy bố ạ. À. Rồi họ lạnh lùng kéo bố tôi đẩy lên chiếc xe dài. Đi chỗ nào thiêu hay làm gì, ở đâu, chúng tôi không được biết. Họ làm theo hợp đồng thôi. Tôi không khóc, không còn nước mắt để khóc nữa. 2 tuần sau tôi đi lấy tro cốt của bố. Khi cô nhân viên nhà xác đưa hộp tro cốt, ở dưới có ghi tên bố tôi. Chỉ đến lúc bấy giờ, nước mắt của tôi tự dưng tuôn ra đầm đìa một cách vô thức. Đây là một câu chuyện ngắn mà chất liệu được chắt lọc từ hiện thực cuộc sống của nhiều gia đình ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Lời nguyện, lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi, dù có phải lo âu và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người cũng như con đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con run rẩy, thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi. Khi lâm tử, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh. Ước gì con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác, như một lời xin vâng cuối cùng, và con về nhà Chúa để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ Tin Yêu đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu với địa chỉ mẹmaria.net, mẹmaria.net. Mọi yểm trợ và ý kiến xin quý vị vui lòng liên lạc về số điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin kính chào quý vị.